Em còn nghe đồn đâu còn tập cả hát rap nữa đâu mọi người thân mến. Khó không anh? Thật ra thì những cái nào chưa chơi rap thì rất là dễ. Nó cũng có nhịp rõ ràng hết trơn. Anh Thu mình là lanh nhịp và mình nhanh miệng, mình đọc chữ thôi. Dạ vâng. Thế bây giờ nói có sách mắt có chứng. Mọi người có muốn anh Đàm Vĩnh Hưng rap live một đoạn ngay bây giờ luôn được không ạ? Nè. Nghe thử liền nè. Dạ mọi người có thể vỗ tay cho phần rap này rất là đặc biệt luôn. Woo! Nghe thử được nha. Vỗ tay nào. Nhìn mình cười. You are hot boy and hot girl đi. Ảo tưởng quá đi. Học thanh thì chẳng bằng ai. Mà ăn chơi thì không ai bằng. Nghe bà hẳn đi nè. Đừng có bỏ mình cho nữa. Nghe nè bà. Tôi đang đi tìm cảm giác trên thiên đường. Có thiên đường không? Lên face là ta có ngay thiên đường. Và tôi đang say vì tôi sống cho riêng mình. Sống nào thì sao ê, không lo tôi xin chớ đêm lắm lời. Chúng ta thấy lý thì phải về phá lý. Tìm về phá lý đang nói gì chí phí. Cùng thì chơi game, kiếm cho Facebook. Hay đã thử gì thì mình chơi thử đỏ thì. Ai đã thử gì thì mình chưa thử đỏ thì. Họ đã sánh dài, cùng ngồi vào nái. Vì sao bằng việc mình gần lên khó. Mình chỉ là học bói thơ ác rồi. Để sống áo em thấy sao.